Trung Kiên Moto chào anh em nhá. Hôm nay em thanh lý hai con Mio, xin lỗi, hai con Novo rất là đẹp anh em này. Đẹp chưa? Hai Novo đẹp chưa? Anh em thích mua xe Novo thanh lý hay là Mio thanh lý thì alo cho em nhá. Đẹp chưa? Đây lốp nguyên tơ rông này anh em này. Nguyên tơ rông hết nhá. Mới tinh hết. Con xe này nha, người ta dọn phun mới lên nhưng mà người ta không đi đến, người ta bán lại cho em bán luôn. Đấy. Nhựa đẹp lắm anh em này. Lốp nguyên tơ rông này. Đấy, thanh lý hết anh em nhá. Đấy, đây này. Cả con cái gì Kenta, Senta gì đây này. Đấy. Và con Novo 1 này. Nếu anh em là thích Novo 1 alo cho em nhá. Giá em để yêu thương cho thôi. Đấy. Hơn 2 triệu nhá. Đổ đồng cho anh em. Hơn 2 triệu. Đấy. 2 triệu mấy thì anh em mà vui đến đâu thì em bán đến đấy. Cả một con Win này. Đấy. Win này biển 92 này. Win biển 92 này. H5 này, 2677 này. Giấy tờ đầy đủ nhá. Và anh em về anh em làm gì thì làm. Đấy. Đây là bãi xe nhà em anh em này. Đây là bãi xe Win nhà em này. Đấy. Bãi xe Win nhà em nhìn thấy chưa? Trông như sắt vụn đồng nát luôn anh em nhá. Đấy, tất cả bãi Win nhà em là giấy tờ đầy đủ 100%, an ninh chuẩn chỉ. Anh em thích là em phục dựng lên mới. Em mua từ đồng nát sắt vụn này về em phục dựng lên full mới cho anh em. Đấy. Thế hôm nay thanh lý cho bà chị đây. Đấy. Rất là xinh gái này. Một con, hai con, ba con, bốn con nhá. Đấy, chị cho xe lên thùng đi. Đây cửa hàng em đây anh em nhá. Em chuyên phục dựng hoàn toàn 100%. Đấy. Đấy. Đây này, khi anh em phục dựng lên nó sẽ mới như này này anh em này. Đây như ông đây, phục dựng mới như này. Cửa hàng em đây nhá. Đấy. Mới tinh đây anh em nhá. Đấy. Full mới luôn. Đấy. Đấy, từ đồng nát sắt vụn đây anh em này. Đấy, Mio này. Đấy. Em chuyên phục dựng hoàn toàn 100%. Đấy, và em ship toàn quốc cho anh em. Ship tận nhà anh em. Anh em đi thử kiểm tra. Ok, đúng như em tả anh em mới trả tiền nhá. Đấy. Anh em yên tâm như thế, em là Trung Kiên Moto. Em ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Đấy. Zalo của em là 0354756789. Hotline của em cũng là 0358444888. Đấy. Zalo của em là 0778244Q8 anh em nhá. Đấy. Đây cả đây một bãi xe ngoài này này. Đấy, anh em thích Mio Cusi Nuviat lấy cái alo cho em nhé. Đấy. Em thanh ý đi 4 con rồi. Đấy. Ngày xưa em chuyên làm Mio anh em nhé. Bây giờ em bận em làm Win rồi thì em muốn thanh lý vợ đấy đi. Và cái kênh Mio của em vẫn còn. Nếu anh em là thích YouTube của em trước này rất là nổi tiếng đấy. Anh em cứ lên mạng anh em đánh chữ chuyên Mio là hiện em luôn trên YouTube ấy. Hoặc em lên có chữ chuyên Win nó cũng lên em luôn. Đấy. Con Win là con Novo này đẹp như mới luôn anh em nhé. Ok nhá. Đấy, cảm ơn bà chị nhá. Hôm cuối năm lại đến tiếp nhá. Ok, chào tất cả anh em nhá. Đấy.